Bữa giờ 2 ngày đó nha, 2 ngày là chưa. Phần công chuyện đó, cái cuối tuần vừa rồi nên mới ghé đây. Thấy rùa lên bờ. Thăm mấy dịch. Đó có con rùa lên bờ nữa kìa. Con rùa lên. Giờ mình đến cho ăn rồi. Con rùa lên bờ đó nè. Nâu không? Nâu á? Nâu à? Ấy mày bắt đùa gan muối mày. Ồ nó đái, mọi người bắt nó đái quá trời luôn. Ủa nó đái hay cái nước trong đó chảy ra ta? Nước ở trong á, đái giờ không biết ai đó. Rùa này nha. Nó bơ bơ cái tay mình hơi đau. Ừ, rùa nè. Nó đẩy cái tay mình ra đó, cái dạng đó nó lấy cái chân nó. Nó lấy cái chân nó đẩy tay ra nè cái nha. À, rùa. Ủa, nó đái mà ơi. Ừ nó đái, nó sợ, nó nhát nó. Móng nó đau à. Đau. Tại thấy tướng anh to á, nó hãi á. Nó thấy tàu nó mới ấy ra chứ. Cầm ấy. Đá mày nó. Lấy cầm lấy đau gì, trời cái giò nó đâu có cái gì đâu mà đau. Móng nó đau. Móng như trời mà đau. Con. Rồi vậy. Cầm cái phim mày chút nè. Cho mày lên ảnh luôn nè. Sợ anh ấy, anh sợ anh đây. Đẹp không? Ừ. Thấy con ha. Phải lấy cơm cho nó ăn thử coi, lấy cơm cho nó ăn không? Ăn thử coi. Nó đang bắt nó đâu chịu ăn, cho con ăn nè. Ăn không? Đâu ăn, nó ăn. Ừ. Ăn không? Nó có đang sợ mà. Ừ, đang sợ. Đang sợ đâu ăn không? Sợ. Ừ. Ừ. Ở Mỹ này gặp Việt Nam mà gùa gắn muối nè con. Thôi xuống cho con ăn nha. Ok con. Rồi, xuống đi. Xuống cho mẹ ăn nè. Sợ dữ vậy. Làm hù con á chứ. Ủa. Sao lại đây nãy giờ mà thấy cái băng rành vậy đâu. Ủa. Rồi. Đang đầu nó đang nằm kia kìa. Ồ bên ngủ kia. Luôn, ngủ trưa luôn. Ngủ, ngủ đâu như đang bên kia, bên kia nó đang bên kia, bên kia chắc có người cho ăn bên kia. Bên kia đang cho ăn hết chứ. Bên kia đang coi. Đó, thấy chuẩn bị bơi qua đây nè. Mấy bên kia đâu cho ăn đâu, chắc coi nó thôi, nó tưởng cho ăn nó chạy lại thôi. Nó bơi qua đây nè, đang bơi nè. Nó cũng khôn lắm mà, nó đứng nó coi coi mình làm cái trò có quăng hay không rồi. Chứ nó lớn hết rồi. Má nó đi chạy luôn. Kêu đi. Kêu đấy, kêu 2 tiếng rồi, kêu dịch đồ rồi 2 tiếng. Cho chim ăn trước đi. Ừ. Bỏ ở đây cho lát hồi chim nó ra nó ăn. Đó, tụi nó đang mò quá đó. Đó, nó kéo nguyên xếp hàng đi, nó đi xếp hàng qua luôn đó nha. Đang xếp hàng qua. Vô không là tiếng luôn. Đó, đang xếp hàng qua. Đồ. Đó. Bảy con đúng luôn. Đó, sư đoàn 307 à. Đoàn 307, 7 con, 1 mẹ. Ủa nay gã bầy sao không thấy con mẹ mày? Tự, lát con mẹ nó lấy nó ba rê bây giờ chứ ở nó không có. Đó, nó 7 con à. Ờ, này 7 con thôi. Ồ, mới mấy 2 ngày mà nó mọc lông rồi ha. Cái cánh nó có, lông cánh nó có rồi kìa. Thấy không? Lẹ dễ sợ luôn á. Ồ, mới 2 ngày không gặp nó lông cánh nó có rồi kìa. Không. Trời ơi. Để ra. Lại cho ăn nè à. Lại đây à, cho con ăn nè à. Lại đây. Thân thiện cái coi. Nó nhát. Cái gì nhát. Nè con. Come on. Thử cho lại gần rồi. Cấp. Tôi giận không cho ăn á, đổi ý à. Cho ăn mỗi ngày còn. Quá làm gió gì lo mày.
mới nó lùm vúa với em cả nhà. Đói lắm rồi, mà mèo rồi. À, bữa nay tiệm em ế cơm nhiều quá. Sâu quá, nước lên sâu quá, quăng đó nó lặn không tới rồi. Đó nó lặn không tới. Ờ à, đó cho cá ăn đi. Cá ăn. Ăn con. Trời lặn xuống rồi, trời lặn xuống ăn rồi. Đói lắm à. Giờ là ăn cơm nhuyễn luôn á nha. Không, giờ ăn cơm là nhuyễn luôn. Nhuyễn nhuyễn nó coi nó mình quay. Đúng dịch không ăn cơm chứ ăn gì. Ủa đói lắm à. Đồ này thấy thương không? Đó, giờ ăn giờ nó quen rồi, giờ ăn cơm quen rồi gì đâu. Ăn đi con. Này đóng này qua bên kia cho rùa ăn hả? Thì phải cho mớ này mớ bên kia chứ. Thì không ấy bên kia cho mấy con vịt, với vịt lớn nó vô nó ăn. Mấy vịt lớn làm gì dám vô, vịt con vịt con vịt mẹ nó đứng kia nó canh kìa, mấy lớn làm gì vô. Đó. Chỉ canh ngoài kia kìa. Nhớ gã bày kìa mà ơi. Gã bày gì gã bày. Mẹ đâu heo đâu. Mà rải đây mớ đi kìa. Đó, rùa bò lên phải không? À, con rùa kìa, đó, chỉ lên chỉ lên nước kìa, nãy bắt giờ nó lên nó ăn rồi đó. Ở dưới á, thấy không? Đó, con rùa nãy mới bắt ra, giờ nó bò vô nó ăn nữa nha. Đó, nó ăn cơm dưới, anh đang ăn cơm dưới kìa. Bên kia thôi, lấy miếng cầu qua bên kia cho mớ rùa bên kia đi. Đây là mình đi ngõ tắt băng qua nó gần. Nếu mình đi cái đường ngoài, đường mà để mà tập thể dục á, thì nó đánh một cái vòng cũng xa. Nhưng mà ở đây mình đi đường băng ngang qua cái chút xíu là tới bên đường bên kia. Ờ, à, nghe thì đó, nó nêu ờ, à, đường nào cũng được. Không, bên đây nè, bên đây nè, đường bên đây nè. Đây gần hơn. Công nhận mấy cái cây thông này nó mọc trên đá luôn à. Ờ, à, cây đó đẹp chứ bộ. Ờ, cây đá nhìn thấy. Ủa, đâu đi đó thì sao à, đi đâu ai cho lên đó đó. Đó, đây đường tắt một cái là tới luôn, là qua luôn. Còn nếu đi đường tắt, đi đường ngoài là đi từ đường đó mà đi vòng xuống nó xa. Đây là cái qua, cái là tới luôn. Tới cái chỗ bên bờ bên đây. Khu bên đây rùa với cá nhiều hơn. Trời ơi. Mênh mông luôn, cá mênh mông luôn kìa. Trời ơi, trời, nó lên nó lớp móng ăn kìa. Trời ơi. Trời này quăng xuống. Người ta mới cho nó ăn cái gì đó. Không có đâu. Đúng rồi. Ăn gì? Ai biết. Cá đây quá trời cá luôn nè.
cá là nhiều lắm luôn, trời ơi, nó bơi đỏ hồ luôn. Ở đâu có cho ăn gì đâu. Đâu có cho ăn gì đâu. Trời ơi. Trời nó bơi đỏ hồ luôn. Nó không dám vô á. À, mình ngồi đây không dám vô á. Con mới trên kia chim ăn. Bỏ nó đó mà dịch nó cũng mò lên ăn. Ăn đi. Bên kia nó ăn chưa hết sao nó mò ở đây tiếp trời. Quá. À, cá nhiều quá hả? Cá nhiều quá trời cá. Có anh rùa, có anh rùa chuẩn bị mò vô rồi. Bên này cá nhiều ha. Quá trời. Khúc bên đây cá cũng dạng luôn. Nè, có rùa. Thêm một anh rùa. Rùa đang ăn cơm. Rùa, cơm. Đấy, từ từ đấy, ăn hết à. Ừ. Từ từ đấy, ăn hết tại nhà này. Rồi mấy con kia nó... Nó ra, nó không vô. Con người chút xíu à, đang ngóc đầu à. Con nó nhỏ lắm luôn á. Con này nãy bự cũng bằng con nãy mình bắt. Ồ, hai con luôn. Đây có hai con rùa đang ăn. Hai con rùa đang ăn. Ồ, con rùa chút xíu à, con kia bắt lên tỉ thương á, con kia chút xíu đang ăn ngoài kia cả nha. Nhỏ chỉ có chút xíu. Đang ăn cơm. Trời đang con bự nè. Đó con. Trời ba ống con luôn. Ba ống con luôn này nè. Đây nè. Thấy không? Thấy đang bơi không? Đó. Không, ngóc đầu. Ngóc đầu. Đây hai con đang ăn. Nhiều hóa. Mấy con kia đang ngóc đầu kia rồi. Chắc no rồi, mới chỉ no, mới chỉ bò mất tiêu rồi. Giờ chỉ còn cá với rùa ăn thôi chứ không còn gì. Để cho nó ăn đi. Lát từ từ cũng hết rồi. Chắc tụi nó no rồi. Nó no, nó bơi ra ngoài kia hết rồi. Bơi qua bên kia chắc nó ăn bên kia. Này cũng thả mới cơm. Rùa. Đồ quá trời luôn ha. Nhỏ 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 nhỏ. Quá trời luôn. Rùa con quá trời luôn. À, rùa con nhiều lắm luôn à. Thôi đi, để cho nó ăn đi rồi ăn từ từ rồi. Cũng hết rồi.